steak, trong khi steak thai nghĩa là thịt bánh thịt bít tết như đây là thịt bò Tasmania. Sốt vàng là sốt gì? Sốt vàng là sốt cà ri. À. Trong nhiều sò lắm. Đây là cà phê được pha từ sữa bò Tasmania. À, chúng ta sẽ cùng xem thử vị nó khác không? Rất là mịn luôn á. Mịn luôn á. Không phải tại lạnh, không sữa bò để béo, sữa bò xong rất liền. Mình pai thịt bò Tasmania. Một Phi rất khó tính ấy nhá. Ăn này là chắc chắn là ngon đây này. Đúng không Phi? Đúng không? Cũng được rồi. Phía bên này là Chardonnay đào Sparkling, phía bên kia là Sauvignon Blanc, phía bên tay phải đây là Pinot Gris và xa xa ngọn đồi phía kia là trồng Riesling. Đằng sau dãy nhà này là trồng Syrah nữa và chưa giờ ai uống Syrah ở Tasmania. Rất mong chờ vài năm nữa sẽ có rượu Syrah ở Tasmania xem nó sẽ như thế nào. Vì là mới à? Ừ, bởi vì thường là Syrah trồng ở khí hậu nóng, ấm hơn Syrah. Không chỉ là cái quan nơ vi, còn là cái nông trại nuôi những con hầu nữa. Bên phía này là trang trại nuôi hầu Tasmania và đặc biệt là một cái Devil Corner mà mình sẽ ăn hầu trực tiếp nuôi tại. Thank you.
sau quyết định mình đã mua loại hầu tự nhiên chứ không mua hầu nuôi, thế nên nó đậm đà hơn nhưng mà sẽ không béo bằng cái hầu mà nuôi. Đậm đà nhỉ. Ăn thử con vẹm đi, vẹm cũng làm vẹm thôi, bên farm ở đây. Mình đã gọi về vẹm xào bơ tỏi và hớp. Bánh mì là sao ở đâu với cả bơ nữa ở đây.